mình tí dầu ăn trên cái dĩ cả nhà, mình cho nó nướng cho nó chín. Alo. Mình nướng vậy là nó không dính nha. Có dầu ăn cho nó đỡ dính hơn thôi, chứ đỡ không dính nha. Rất là chuyên nghiệp luôn, mà không biết hôm nay thành quả của con chuột mình nó làm sao đây. Rồi bắt đầu mình nướng thôi cả nhà ơi. Giờ mình nướng bữa nay không được ngồi đâu. Nướng phải đứng. Lù mình nhỏ quá. Đó, thấy không? Hai con chuột này nó có tập tạ. Ui, nó thơm. Mới vừa lên đây thôi mà thơm rồi. Hello vậy á. Nhà mình nướng củ tỏi luôn. Xong cái mình đảo lại đây nó thêm lửa. Đốt thêm lửa cả nhà ơi. Cho nó. Hỏi mình về qua hết cha. Nó gáo gáo vậy cho mình đổi qua lại cái. Ui, dạ. còn sống. Gì còn sống? Chuột còn sống trời. Nhảy quá nhảy. Chạy luôn rồi. Nó chạy xong rồi. Là nước tinh hoa nên không có bỏ được. Quét lên. Ủa cái gì vậy? Trời ơi. Bữa nay em chuẩn bị ghê vậy gì bá? Tồi tồi. Y gan luôn thấy không anh? Y gan người bán chuột luôn. Mà nhịp dò mà xếp bằng rồi được luôn nè. Đâu có làm hết hồn. Mày độc lạ luôn nè. Lưu để trên cái lò. Rồi mình bắt cái ghế lên ngồi mình nướng luôn. Tại hôm nay trời mưa mà vô tình mấy cha con mình là có bí kíp riêng luôn. Trả hơi lại cái nữa đang mình quét ba cái nước ấy mà ồ rồi quá khứ cha ơi, đứng đứng lên chơi chịu không có nổi đâu. Đứng lên nó có mùi nha cha. Ồ rồi quét cái nữa. Ngồi trên đây cao cao hay làm có ní quá. Bên kia cha lửa ngu ngút luôn rồi. Bên đây mà thiếu lửa là cho qua liền. Chuột công nhùm nhìn thấy thèm ha. À. Thịt nó dùng sâu vậy. Dạ, chạy con. Nãy cha nói dạ. Có con chuột có mỡ. Này chuột mà có mỡ hả? Dạ. Chuột có mỡ là chuột sao, chuột bự có mỡ, chuột nhỏ không có mỡ. Tại con chuột nhỏ biết sao. Nó đẻ rồi. Anh ơi em đứng ở dưới gió em quay mà chịu không nổi luôn á. Tới tay chưa em? Nó thơm thiệt luôn, không thể nào diễn tả được. Cái này không gọi là lu mà là nướng chín luôn. Nướng chín luôn. Ngồi vậy thì thằng tài không vậy nó là... Giờ là phải đợi thời cơ đến là chín mùi là lặt liền. Chừng nào nó bông lên như da heo quay là được anh ơi. Không, nếu như chịu khó phải quay chở gì đó là mới bông như heo quay được. À nước vô. Mở như ghê không? Em thấy củ tỏi ở dưới nó đen kìa. Nó đen cái da thôi. Thấy không? Cái hơi lửa là nó đen. Đưa anh cái đầu quét ra. Quét tiếp tục. Rồi mình nướng con ếch với con chuột nhỏ sao? Rồi đưa ếch đây, ba nướng bên đây. Trời ơi, cái nhà tám ơi. Cha gấp lửa đưa đi qua ghế hồi cháy luôn ba miếng giấy. Làm liền luôn hả cha? Liền rồi. Chết ăn. Lửa dưới. Ngút luôn. Rồi trở lại liền mới được, Ngay và nhanh. Đó.
phải trở lại liền luôn thấy không em? Lũ nó đang mạnh hay sao anh ơi? Đúng rồi. Không phải nổi gia cấp rồi đó. Rồi nha, lửa về nhẹ nhẹ, nhẹ ra nha. Đó, hồi hồi là nó ấy đó trời. Nó phật cái da này là bắt đầu nó khét á. Rồi. Con bên đó nó da nó quá ngon luôn kìa. Này như con heo quay mini ha anh. Cha chịu hết nổi rồi, cha nướng ở dưới luôn cả nhà. Còn lúa than nè anh, sẵn nướng luôn cho nhanh. Đây cha nướng hai con chuột cũng nhum. Để đi đó đi cha. Cha nướng hai con ếch với con chuột cơm. Này em ăn của tổ nướng chưa? Chưa anh, em có ăn luộc. Hấp đồ không phải không? Dạ. Bữa nay phải ăn nướng. Trong thời gian cha với anh hai nướng chuột, em với em bóc cho lạc keo. Rau này nãy giờ chị làm sạch rửa trơn em ơi, chỉ cần sắp ra dĩa. Có diếp cá, rau thơm, xà lách, ngò gai, rau càng ống, dưa leo, cà chua, bông điên điển. Dạ. Hôm bữa mà như mình ăn lẩu mắm gì anh? Chén nước mắm nè, chén nước chấm muối ớt. Rồi giờ chuột chín rồi cả nhà ơi, đem hai con heo quay này xuống coi. Hai con hết dễ luôn em. Củ tỏi anh chín chưa? Chín rồi. Giờ này em bắt phe bên em múc với em ba nha anh. Đó có hàng chuột có phải không? Dạ. Dạ chuột cho con mình nướng cũng đã chín rồi. Xin mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình, chuột nướng lu. Mời cả nhà. Xé đùi ăn đi không? Xé đùi ăn đi. Ăn này hơi dơ tay. Đây nữa cảm nha. Xé được không? Rồi, mời cả nhà không nha. Đỉnh mốc coi nhà ơi. Dài lắm anh. Coi nè. 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 Lấy hai tay xé đi em. Xin phép cả nhà là cho dùng tay đi. Mình ăn với dưa chua. Trời ơi. Ăn nó ngon. Chào mời cả nhà nha. Dạ xin mời cả nhà. Cái da như con heo vậy á. Nói về nè. Con heo thiệt. Con công nhân mình. Nó mà giòn ấy rồi thật là nó nhiều nhất là em biết không phải là cái đùi mà là hai cái bên hông của nó. Đã lắm. Ăn cái đó đã không gì ba? Cái bên hông á. Sướng quá. Mưa nữa cả nhà ơi. Ở dưới cũng mưa nữa rồi. Chiều rồi. Có rau vườn mình đó hả? Dạ. Có xà lách là mua á cha. Nó tốt dữ không? Tơi tái tâm hồn hả?
vào cũng sới tay. Dạ dạ. Dạ, làm lúa mùa á con. Dạ. Địa gáo có bọng á, chùa cũng nhùm á. Rồi đầu thọ cái nó lội ra lúa á. Rồi đó đâm thôi mà. Mà chùa cũng nhùm dễ bắt chơi, có nước thì dễ bắt lắm. Nó lặn xuống anh nấu với em nước nha. Lòng. Cái tim của nó đó ha. Vậy ngang cái tầm này làm ủng đi gan nhim đêm đạp bạch sình vậy đó. Tim của chùa cũng nhâm, bởi vì chùa cũng nhâm lặn không sợ mắt. Chùa cũng nhâm cái lượng xương sống của nó không nè, em thấy thật không nè. Nó rung sợ luôn. Ngoáy đừng nhân muối là phải ngoáy. Bây giờ chua mặn mau quá không? Dạ. Thấy dưa chua mà có cái trắng này. Ngon không? Ngon mà nó nóng. Khá mặn cho em. Xét cân ớt cho em. Nhớ nghe hỏi luôn số không ăn được cái đùi em ơi. Cảm ơn cha, hai cái đùi luôn lên có đùi ha. Quên món củ cội củ tỏi. Ủa sao dập lớp hết trơn hả? Vậy dạ. Mình ăn thử củ tỏi nướng. Chị thấy sao? Rồi cha bóc sao mà chẹp nhẹp ra luôn rồi nè. Nó bụi. Nó bụi hơn chứ bụi nữa. Nó còn ngon hơn hấp nè em. Ừ. Bụi. Bụi mà nó dai. Thơm. Để tôi ăn thử rồi nè. Cho mỗi đứa một miếng nha. Ăn đi rồi ngày mốt có gì thì anh hai nướng cho. Rồi nướng này sao nó dính quá dính nè. Nè, rồi đổ gấp. Để tiền. Ăn thử rồi. Thơm mà nó dài không? Mày cáp luôn em. Thơm. Ăn đã hơn cái chân lụt không? Ngon hơn em. Ngon hơn chứ. Có một con chuột à. Hai chuột gia đình mình ăn nãy giờ gần tàn bữa luôn mà mới con à. Ừ. Chuột ngoại rồi à. Ôi giời cái đùi. Ôi giời. Dữ lắm của em ơi. Rồi. Rồi ra luôn. Khiếp à. Mình xin phép mình nạp cái này. Đang ăn chuột ngon à. Ừ. Đã. Tới luôn chị. Rất tiếc là nằm bụng điển sống không được. Ăn được quốc. Chả biết sao nó dai hả? Tại mình nướng cái da nó chưa có giòn. Ừ. Nó còn dai. Giòn nó ngon. Chả thích ăn mềm anh. Đúng rồi. Tại cái da nó dày em. Dạ. Nó dày hơn chuột cơm nhiều lắm. Từ khi em nướng rồi tới nổi mà cái da nó bông lên như da cớm của con heo quay á. Con da chuột này nó ngấy rồi. Sau khi mình được thưởng thức món chuột cúng nhum nướng thì ngon không nói nên lời luôn. Mấy cha con mình dùng bữa cũng xong rồi. Xin phép cả nhà khép video lại ở đây nha. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Tạm biệt cả nhà.